Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện ba đời bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì trong video này thì sẽ giới thiệu anh em về một con máy cắt cỏ ha anh em, có mang thương hiệu là Vinafarm 541. Thì con này anh em nó tương đương với thằng mà KV541 anh em ha. Như anh em biết là một khoảng 2-3 tháng trước thì Thiện có giới thiệu anh em về con KV541 á. Thì con đó thì được rất là nhiều anh em mình lựa chọn ha, nhưng hiện tại thì con KV541 đó thì đã hết hàng rồi anh em ha. Thay vào đó thì bên Thiện sẽ về con Vinafarm 541 này để phục vụ anh em nhé. Thì hai con thì nó cũng tương đương nhau thôi anh em, giá tiền cũng bằng nhau luôn, cũng là 3.500.000 bán ship cho anh em nhé. Nhưng con này thì không được tặng nhớt nha anh em ha, con này nó sẽ không được tặng nhớt và giá của nó là 3.500.000 bán ship cho anh em ha. Rồi giờ thì sẽ đi chi tiết từng thứ để anh em mình xem nhé. Thì cái mẫu KV541 với lại cái mẫu Vinafarm này anh em thì nó cũng gọi là hai mẫu này nó cạnh tranh nhau thị trường ha, hai mẫu cạnh tranh nhau anh em, giá cả tương đương ha, giá cả tương đương. Đây thì về phần cần này anh em thấy đó, nó có hơi khác một tí ha. Thì mình đi về cái lò bọt trước đi anh em ha, mình cứ đi về cái lò bọt trước đi. Ok, thì Thiện thấy ở đây á là cái lò bò của con KV541 hay là con KV con Vinafarm 541 này anh em, thì nó hoàn toàn giống nhau nha. Hai cái lò bò này thì Thiện thấy hoàn toàn giống nhau ha. Đó, hiện tại thì mẫu KV541 của anh em nó bị hết hàng rồi, đứt hàng toàn quốc rồi anh em, nên không có mẫu để ở đây so sánh cho anh em biết được ha. Thì ở đây thì theo kinh nghiệm của Thiện thì Thiện thấy thì so sánh cho anh em thôi, chứ không có mẫu KV541 để so sánh cho anh em trực tiếp nha. Một KV541 đó thì thời gian trước anh em ủng hộ rất là nhiều, anh em sử dụng rất là nhiều ha, hàng chất lượng nên anh em yên tâm. Với giá 3.500.000 thì Vinafarm hoặc là KV541 anh em đều có thể sử dụng được, rất là ok ha. Đó là phần đầu bò này anh em, hai con thì hoàn toàn như nhau, đây là ti vuông nhé, ti vuông của đầu bò là đường kính là 28 anh em ha. Rồi ti ở đây anh em thấy đây, ti là ti vuông. Thì cái ti vuông này á, nó sẽ đảm bảo cho anh em là nó sẽ bền hơn cái khí nhá, chắc chắn luôn anh em, nó sẽ bền được khí rất là nhiều ha. Anh em thấy ti vuông này, rồi ống căng là ống căng P28 ha. Dưới này thì có một cái tem của Vinafarm anh em, Vinafarm. Rồi đây là cái cùm này ha, cái cùm tay ga anh em ha. Tay ga thì anh em có thể xỏ vào đây, đây nên nó chưa một đường ống cho anh em xỏ dây ga vào này ha, rất là gọn gàng luôn, mình xẻ vô xỏ vô là đi rất là gọn gàng. Thì con 541 nó sẽ không có cái miếng xốp để vào đây, thay vào đó nó sẽ có một cái miếng dán như con keo, như con Husqvarna luôn anh em ha. Nhưng con Vinafarm nó sẽ có anh em một miếng đệm này ha, miếng đệm này cũng khá là êm anh em, và cái chỗ này để anh em móc dây đeo nhá. Rồi tiếp tục đây là phần chiến côn, đây chiến côn thì so sánh thì thấy thì hai con thì chiến côn nó cũng như nhau ha, không khác gì hết. Này bắp chuối hai con như nhau. Rồi đó là về phần phần cần nha anh em. Tiếp tục mình sẽ đi tham khảo về phần đầu nổ ha. Đây đó, nó được đựng trong một thùng như thế này. Đây anh em lưu ý nhé, con này là con này không phải là KV541 nha anh em, con này là Vinafarm 541. Vina có nghĩa là Việt Nam anh em, Vina nghĩa là Việt Nam, Farm có nghĩa là nông trại đó, nông trại Việt Nam đó ha. Rồi nó sẽ tặng cho mình một con dao nè, một con dao nha anh em. Rồi tiếp tục sẽ là phiếu hành của công ty. Thì sản phẩm này công ty bảo hành cho anh em là 6 tháng nha, cho là cái phiếu hành và sách hướng dẫn sử dụng, sách hướng dẫn dùng và đều được viết bằng tiếng Việt hết, nên anh em mình về mình bỏ một ít thời gian ra mình đọc để hưởng đầy đủ chính sách bảo hành của hãng nha. Rồi tiếp tục đây là dây đeo ha, dây đeo này cũng khá là ok anh em ha, dây đeo là dây đeo hai quai, mình đeo rất êm ái nha anh em, và dưới đây mình mở ra như thằng hu luôn, y như thằng hu luôn anh em. Đó mình có thể mở nhanh như thế này ha, mình đeo vào và mình gắn lại rất là ok. Đó rất là chắc chắn anh em ha. Thì đây là dây đeo nè. Rồi tiếp tục sẽ là túi lông nghề có chữ Vinafarm luôn đi đâu anh em ha, mình đổ ra thử xem thử trong này có gì nha. Rồi đây anh em, một cái đồ để cắt cước, đồ cắt cước này có nghĩa là anh em bắt vào cái đây anh em bắt vào cái máng gắn cỏ ha, để nó cắt cước anh em. Đấy, như thế này nè anh em lắp vào như thế này ha, có hai góc này đó, mình bắt lại như thế này để ví dụ như mình muốn điều chỉnh cước anh em, mình ra cước xong mình cắt một phát là nó đều cước, nó không bị rung cần nha anh em. Rồi đây là máng cỏ này, thì anh em thấy máng cỏ con KV541 hoặc là con Husqvarna 541 gì đó thì nó đều là một mẫu mã hết anh em, một khuôn ra hết á, hay giống nhau hết. Khuôn này là khuôn của con 541 anh em ha, mã 541 thì nó đều là như nhau hết. Rồi thằng kia anh em là hai dây rút này là dây rút có thể tháo nhanh được nha anh em. Đó mình để rút lại nè, và khi tháo ra thì mình có thể nhấn vào đây và mình tháo ra, rất đơn giản ha. Tiếp tục là một tiếp buri đầu bên này á, thì nó tích hợp cho chúng ta là cái
đầu mũi ba ghe luôn, hai mình có thể dùng được luôn. Rồi tiếp tục là lục giác 4, lục giác 5 nè, 5 con ốc, à 4 con ốc anh em, 4 ốc, 4 ốc này là nên bắt bắp chuối nha, bắt cái bắp chuối vào trong máy đó. Và còn đồ cuối cùng là cái lục cái cờ lê 8 và cờ lê 10 nha anh em. À đâu, 8 và 10. Thôi. Bình xăng dự phòng cho anh em nè, hai bình xăng dự phòng. Thì như những cái clip trước thì nói anh em đó, bình xăng này á thì tặng kèm cho anh em cho có thôi. Chứ còn mà anh em dùng thì nghĩ là nó hơi nhỏ nha. Anh em dùng thì chắc anh em phải mua bình 5 lít, 10 lít mình dùng mình đi rải cho nó tiền lời anh em. Thôi. Ghi đông. Ghi đông này cũng khá là ok bằng nhôm ha anh em, rất là nhẹ. Thì trong video này thì Thiền sẽ cũng băng tơ lông ra cho anh em xem luôn, à, mình tham khảo để biết cái mẫu này nó ok không anh em ha. À, hết rồi anh em, đó thì có như thế thôi. Ây da, rồi đây mình sẽ Thiền sẽ mở ra cho anh em mình tham khảo nha. Thì cái mẫu Vinafarm 501 này anh em là nó sử dụng cái nòng á là 40mm ha, 40mm anh em mình thường gọi nhanh là nòng 40 á, nòng 40 ly á. Và công suất của nó thì cũng rất ok anh em, 41.5cc ha. Mẫu 51 này cũng vậy anh em, 41.5cc rất là nhẹ ha. Thiết kế anh em thấy không? Thiết kế hoàn toàn giống với mẫu Husqvarna 501 và Caravan 501 ha. Đó, về thiết kế thì mình không cần phải bàn anh em. Còn về phần cái màu á, cái màu ở đây thì thấy nó hơi sẫm hơn. Nó không có tươi như con Husqvarna 501 anh em. Ha, nó cũng không có tươi bằng con Caravan luôn. Nhưng nó là màu đặc trưng của Vinafarm anh em, nó màu nó làm hơi sẫm một tí ha. Kem nhưng mà kem mờ anh em, kem mình thấy nó sẫm sẫm chứ nó không tươi nha. Chứ không phải là mình thấy màu này nó hơi khác á, hơi khác với KV đúng không nha. Rồi, về phần bố côn thì thấy đây là giống hoàn toàn ha, giống hoàn toàn với là KV 501 này. Bấm điện ở trong là bấm điện Epson, anh em thấy rất là rõ như đây. Tí nữa thì mở ra cho anh em xem luôn. Mình tí nữa mình mở ra bên ngoài luôn đi, mình xem cho nó chi tiết ha. Rồi, đây là phần bên phả máy sẽ là phần bộ chế nhá. Như anh em thấy đây, màu 501 nó sẽ thiết kế rất là gọn gàng nha anh em thấy không? Rất là gọn gàng. Đó, nó sẽ liền lạc cái máy luôn, mình làm nó đỡ bị dính vướng vóc vào những cành cây nha anh em. Đó, thì đặc biệt của những dòng như KV 501 hoặc là Vinafarm 501 anh em là đều sử dụng bộ chế khí của thương hiệu GoPro. Đó, rất là ngon lành ha. Đây, mở ra cho anh em xem luôn thương hiệu GoPro nha. Đây. Anh em thấy. Hơi mờ ấy anh em chịu điều khó. Đây anh em thấy không? Chữ GoPro và cái tên của sản phẩm này bộ cây này là WK, đây anh em thấy không? WK, đó. Bộ chế GoPro với cái WK. Đó anh em thấy, bộ chế này á thì sẽ tiết kiệm xăng cho anh em hơn và bền bỉ hơn trong quá trình mình sử dụng lâu dài cho anh em. Như anh em thấy đây nó có một cái tên rõ ràng này, bình xăng con Nhật, siêu tiết kiệm xăng. À GoPro anh em, ha, thương hiệu GoPro thì rất là ok rồi. Đây anh em thấy. Ha. Siêu tiết kiệm xăng, bình xăng con GoPro. Đó. À, còn về mẫu thiết kế thì như anh em biết đó, mẫu thiết kế 501 thì đa số là như nhau hết ha, đa số là như nhau hết. Đó, về phần một cái điểm đặc điểm hay á, của con 541 của anh em thì nó sẽ như thế này. Đây, ví dụ anh em mở ra để mình vệ sinh cái bô đúng không, thì mình chỉ cần mở một ống như thế này. Đây, anh em thấy. Đây, mình mở một con như thế này và một con ở dưới nữa, đó là hai con đúng không, là hai con thì mình có thể mở ra và vệ sinh được cái bộ rồi anh em, nó rất là dễ dàng đây anh em thấy. Đó, à chúng ta mở ra hai con và chúng ta thể lo được cái bô, và khi anh em muốn mở ra nữa rất là dễ dàng, 1, 2 và dưới một con nữa là 3 ha, à, là anh em có thể mở ra và vệ sinh cái bô rồi, rất đơn giản. Còn cái mẫu 143 thì anh em muốn vệ sinh cái bô thì anh em phải mở hết cái áo đó luôn thì nó hơi rắc rối một tí ha. À, đó là đặc điểm của 541 anh em về thiết kế. Rồi thì dưới cái bô nó sẽ có một cái miếng phíp như thế này anh em thấy không, cái miếng này thì để nó ngăn nóng anh em ha, nó cách biệt cái bô ra với lại cái bình xăng để tránh cho cái bình xăng này nó nóng nó lủng anh em. Đó, cái bình xăng ở đây anh em nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 0.95 lít nha, là nó gần 1 lít đó anh em ha, 0.95 lít là tương đương với 950ml đó ha, cũng gần 1 lít, thoải mái chúng ta sử dụng. Thôi thì một đặc điểm nữa ở con Vinafarm 501 anh em, nó hơn con KV 501 ở một điểm là con này sẽ dùng nắp giật trợ lực. Đó, chỉ thích hợp cho chúng ta là ví dụ như những bác lớn tuổi hoặc là những chị phụ nữ mình ở nhà mình giật rất là nhẹ nhàng ha. Trợ lực này nó giật mình khởi động máy anh em rất là dễ dàng, rất là nhẹ ha. Đó, anh em thấy không? Giật mình rất là nhẹ nhàng ha, mình không cần phải lấy sức mình như thế này rất là nặng ha. Thì con này nó sẽ có nắp giật trợ lực cho anh em luôn. Đây thì sẽ mở nắp giật lại cho anh em xem ha. Đây thì Thiền có nới ốc rồi nè ha. Nới ốc rồi thì chúng ta mở cho nó nhanh anh em. Đây. Nắp giật trợ lực nha. Anh em thấy thương hiệu là thương hiệu Vinafarm nha. Thương hiệu Vinafarm này có mã là VN
VNBC 541. Đó, có nghĩa là xe anh em Vina Brutcutter đó nè. À, VNA, VN là Việt Nam, Brutcutter là máy cỏ anh em, là máy cỏ Việt Nam. Thì thương hiệu Vinafarm là thương hiệu của Việt Nam nha anh em. À, thương hiệu Việt Nam. Thì linh kiện anh em, thì linh kiện thì nó cũng giống như những khác thôi. À, sản xuất nhập linh kiện ở bên Trung Quốc về phải lắp ráp. Còn anh em yên tâm về một bộ chế là bộ chế WK của Pro thì mình yên tâm về chất lượng rồi nha. Đó. Anh em ví dụ anh em mở ra ở trong nhà anh em mở ra thì anh em lưu ý là mình ốc ít rồi mình để cho nó kỹ càng nha. Đây, nắm giữ trợ lực nha anh em. Có hai giới thiệu. À, ở ngoài là giới thiệu nhỏ, trong là giới thiệu nữa đây. Là hai giới thiệu. Đó. Đây là ổ chó anh em, ổ chó của con Vinafarm nha, Vinafarm 41. Rồi chúng ta tiếp tục đi về bên trong rồi đi. Để chúng ta mình xem cái nòng của nó ra sao và mâm đĩa điện nó ra sao nha anh em. Rồi, đây một ngóc, đây nó về ở sau đây, một ngóc nữa là hai ngóc nữa là xong. Đó, rất nhanh chóng anh em. Cái này mình ở nhà mình sử dụng, mình ví dụ như mình mở ra mình vệ sinh cũng rất là dễ dàng thôi anh em. Không có gì khó đó. Cái này cực kỳ đơn giản luôn. Mà chúng ta ở nhà chúng ta mở ra vệ sinh rất là dễ dàng luôn anh em. Đây ha, chỉ cần một xí thời gian thôi là thì có thể mở được hết đó rồi để mình vệ sinh anh em. Chẳng hạn như nhà anh em có bình xịt hơi á thì mình phải xịt hơi luôn. Đó, mình vệ sinh rất là dễ dàng ha. Đây, đây có hai cái giắc, giắc công tắc nha anh em, giắc công tắc. Đó, mình mở ra. À, ở dưới anh em rút ra cũng được rồi nhưng mà mình mở ra cho nó gọn anh em. Thì đầu tiên ở đây anh em thấy con này nó sử dụng buri của NGK. À, buri NGK anh em, NGK á, ha, của Nhật Bản. Thì thương hiệu buri NGK này là thương hiệu của Nhật Bản nha anh em, nên anh em yên tâm nha. Đây anh em thấy không, NGK rõ ràng ha. Rồi ở đây mâm là cục lửa anh em, hai cục lửa, cục lửa và mâm điện là sử dụng của thương hiệu Elsin, anh em thấy không, Elsin rõ ràng ha. Đó, Elsin đó, giống với là con cabin 41 anh em. Cabin 41 á thì cũng sử dụng mâm lưỡi của Elsin luôn ha. Đó, thì hai con này nó tương đương nhau anh em, chỉ khác với thương hiệu thôi. Và đặc biệt thì con này nó hơn con cabin 41 ở chỗ là nó có cái nó biết trợ lực cho anh em nè. À, thì giá con tương đương 3.500.000 bao ship cho anh em nha. Đó. Thì đó thì Thiền cũng giới thiệu sơ sơ tổng quan con máy cho anh em mình biết thêm thông tin. Anh em nào quan tâm á thì xin liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình Thiền nha. Hoặc là để lại số điện thoại của anh em bên dưới phần bình luận, Thiền sẽ gọi điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về mẫu Vinafarm 541 này cho anh em biết thêm thông tin nha anh em. Anh em xem video cho Thiền một like, một lượt đăng ký, đồng thời bấm thêm cái chuông bên cạnh nữa để mỗi lần mà Thiền ra video mới á, anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm của Thiền nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và hẹn tất cả anh em ở video tiếp theo.